Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Live Travel Nha Trang. Rất vui được gặp lại quý vị trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2021. Dạ, giờ này là khoảng 8 giờ tối quý vị. Thì Live Travel xin chia sẻ cho quý vị những hình ảnh của đường phố Nha Trang về đêm vào những ngày ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xem tình hình đường phố như thế nào nha. Dạ, Live Travel đang đi trên con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. Ngay vị trí này là vòng xoay Mã Vòng này quý vị. Thì ngay vòng xoay Mã Vòng này là giao nhau giữa các con đường như là đường Thống Nhất, đường Gia Xin, đường Thái Nguyên và Lê Hồng Phong, 23 tháng 10. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn cùng đi trên con đường Thái Nguyên, con đường Hàng Me khi xưa. Hướng này của đường Thái Nguyên đi thẳng sẽ đến giao nhau với vòng xoay ngã 6. Và vị trí này là ga Nha Trang bên mé tay phải, và đối diện với ga đó là công viên 23 tháng 10. Khi xưa đó là công viên Võ Văn Ký vậy. Và ga Nha Trang về đêm những ngày này cũng rất là vắng, do ảnh hưởng tình hình dịch cho nên là các cái chuyến tàu cũng rất là vắng khách vậy. Đây là khu vực vầy bán vé của ga. Khu vực này là đợi tàu, phòng đợi tàu phòng số 1, không có một khách nào luôn. Hình như cửa ga là vô thấy cũng đóng luôn à. Đang sửa sang trong thời điểm này đang vắng khách cho nên ga cũng đang sửa sang lại. Mời quý vị các bạn cùng đi tiếp trên con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. Hai bên con đường đoạn này rất là nhiều những cây me cổ thụ, gốc rất là to đấy này, có những cái gốc rất là to. Và đoạn này là gần nhà sách Phương Nam nè, gần quán cà phê Ho Nắng ngay góc đường Bà Triệu và đường Thái Nguyên. Đối diện đó là đối diện của quán cà phê Ho Nắng đó là điện máy xanh đó quý vị. Thì tình hình lên vô thấy thì trên con đường này cũng có một số quán cà phê vẫn mở cửa và ăn uống thì người ta cũng đang bán mang đi, nhưng mà đường phố thì có vẻ xe vắng hơn quý vị ơi, xe cộ có vẻ vắng hơn, người dân cũng hạn chế ra đường. Khu vực này cũng bán shop quần áo nè, rồi shop kho, shop quần áo cũng rất là nhiều trên con đường Thái Nguyên nè. Mé bên tay trái của quý vị đó là công viên Thiếu Nhi. Công viên Thiếu Nhi cũng đóng cửa luôn rồi, tắt điện tối thui luôn. Rồi các cái khu vui chơi cũng vậy, cũng tắt điện rất là tối, đóng cổng luôn rồi, không cho tụ tập nữa. Đoạn này là gần nhà thờ núi rồi quý vị. Là khu vực nhà thờ núi. Và đây là vòng xoay ngã 6. Đây là những hình ảnh của vòng xoay ngã 6 về đây. Có vẻ đèn cũng rất là tối tăm. Thì vòng xoay ngã 6 này nó giao nhau giữa các con đường như là Nguyễn Trãi nè, Lê Thánh Tôn nè, đường Lý Tự Trọng nè, đường Lý Thánh Tôn, đường Lê Thành Phương và đường Thái Nguyên. Lý Tự Trọng khi xưa là Bá Đa Lộc, đường Nguyễn Chánh, đường Lê Thành Phương khi xưa là đường Nhà Thơ,
rồi đường Thái Nguyên khi xưa là đại lộ Gia Long, hiện tại thì khi xưa là đường Phước Hải. Dạ. Dạ, và đây là những hình ảnh của đường Lê Thánh Tôn, khá là tối tăm quý vị ơi, đường cũng rất là vắng. Giờ này mới có 8 giờ thôi nhưng mà rất là vắng. Dạ, góc này là ngã ba đường Bùi Thị Xuân và đường Lê Thánh Tôn. Quý vị rẽ phải sẽ đi vào con đường Bùi Thị Xuân, và đi một đoạn của Bùi Thị Xuân sẽ có một cái cua, đó là giao nhau với đường Lê Quý Đôn. Thì bên ủy ban thành phố cũng ra quy định là cấm tụ tập trên quá 10 người, cấm tụ tập đông quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Và trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là vòng xoay ngã 7 của Nha Trang về đêm. Vòng xoay ngã 7 này nó giao nhau với đường Ngô Gia Tự nè, rồi đường Tô Hiến Thành, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Chánh, Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung. Rồi mời cô chú anh chị các bạn cùng đi qua con đường Tô Hiến Thành thử nha, về đêm. Và đây là những hình ảnh của đường Tô Hiến Thành. Thì con đường Tô Hiến Thành này lúc trước du lịch mà còn đông đúc thì con đường này cũng khá là vui nhộn, nó cũng không có thua kém gì con đường khu phố Tây như là đường Nguyễn Thiện Thuật. Và ngay góc này là Lê Quý Đôn giao nhau với đường Tô Hiến Thành, quý vị rẽ phải sẽ đi vào con đường Lê Quý Đôn, và cũng có thể đi ra Bùi Thị Xuân và ra ngay là chỗ ngã ba đường Bùi Thị Xuân và đường Lê Thánh Tôn trở lại được. Ở đoạn này có các quán cà phê cũng đang hoạt động ngay góc của đường Nguyễn Trung Trực và đường Tô Hiến Thành, Hội An Phố nè, rất là đẹp, nhưng mà quán cũng khá là vắng vẻ, các cái shop giày rất là lớn. Do ảnh hưởng dịch cho nên là buôn bán cũng vắng, người dân cũng không có dám đi ăn uống nhiều. Thì đi thẳng con đường Tô Hiến Thành này, quý vị sẽ ra giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai khi xưa nó là đường Hàm Nghi. Thì kính thưa quý vị các bạn, trong những ngày qua tình hình dịch Covid-19 cũng đang rất là phức tạp. Các tỉnh lân cận như tỉnh Phú Yên, ở gần tỉnh Khánh Hòa cũng đang rất là có nhiều ca dương tính. Và ở Nha Trang thì đến ngày hôm nay đã cũng bên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Khánh Hòa cũng thông báo là đã có 72 ca dương tính rồi quý vị. Thì trong đó ở thành phố Nha Trang thì có 31 ca, và còn lại là ở Ninh Hòa. Thì cái việc bùng phát dịch này nó cũng xuất phát từ cái việc một người từ Phú Yên đi vào Hòn Rớ để mà mua cá, và cho nên là nó cũng ảnh hưởng một số người bị lây, đó là ở khu vực cảng cá Hòn Rớ. Và góc này là đường Tô Hiến Thành giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai nè quý vị. Nguyễn Thị Minh Khai nếu quý vị rẽ phải này sẽ đi qua bên ra giao với đường Lê Hồng Phong, còn rẽ trái này sẽ đi qua hướng của đường ra lại giao với đại lộ Duy Tân, đường Trọng Phú ngày nay đó quý vị. Ngay vị trí này có hai cái khách sạn cao 40 tầng rất đẹp, đó là tòa Rigaria Gold Hotel và tòa Vigo Hotel, hai tòa kế sát nhau rất là đẹp quý vị. Ảnh hưởng dịch cho nên là các khách sạn nó cũng rất là vắng. Và đa số một số khách sạn này thì hình như cũng dành cho một số người nước ngoài đi từ nước ngoài về
để mà ở cách ly. Quán nem nướng này, quán cơm Hiền Lương này cũng đang mở cửa nhưng mà rất là vắng khách. Và đây là con đường Nguyễn Thiện Thục giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thiện Thục khi xưa nó là đường Nguyễn Hòa quý vị, đường Lê Văn Diệp. Nguyễn Thiện Thục là một trong những con đường mệnh danh khu phố Tây, nhưng những ngày này nó cũng rất là vắng, một số cửa hàng cũng đóng cửa hết rồi. Số cái cửa hàng cũng rao bán cũng như là cho thuê lại các cái mặt bằng, giờ không kinh doanh được quý vị ơi, đóng cửa và trả mặt bằng thôi. Giờ đây là góc đường Hùng Vương giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây góc này có cái tòa nhà panorama rất là cao, 39 tầng, rất là đẹp. Dạo đường phố vào tối ngày nè, tối hôm nay có vẻ như vắng quá và cảm giác nó rất là tối. Dạ, trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là con đường Trần Phú ngày nay, đại lộ Duy Tân khi xưa, con đường biển rất là đẹp, giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và đây là những hình ảnh của quảng trường về đêm. Quảng trường cũng thấy có một số người dạo ở khu vực này tập thể dục về đêm, nhưng mà rất là ít, rất là vắng quý vị. Người dân cũng ý thức được cũng như là hạn chế đi ra đường và hạn chế tụ tập đông người. Các cái loa phát thanh ở khu vực này cũng liên tục thông báo. Đối diện quảng trường này là chợ đêm, chợ đêm thì đóng cửa lâu nay rồi. Tháp Trầm Hương về đêm lên đèn cũng rất là đẹp, màu sắc rất là nổi bật. Nhà Lavo đang đi trên con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa này quý vị. Hướng này nếu đi thẳng thì quý vị sẽ đến cầu Trần Phú và qua bên kia sẽ là đường Phạm Văn Đông. Khá là vắng. Kính thưa quý vị các bạn, thì do ảnh hưởng dịch Covid-19 cũng đang rất phức tạp, thì ở Nha Trang các khu vực đang bị cách ly và phong tỏa, đó là khu vực Hòn Rớ và rồi các tổ dân phố 5, 6, 7 của Hà Ra ở trên đường 24 gần khu vực cầu Sông Bóng quý vị. Rồi một địa điểm nữa, đó là địa điểm đầu tiên mà bị cách ly, đó là đường Bửu Đó, một đoạn của đường Bửu Đó. Liên quan đến ca của một người chủ bán cơm ở Phú Yên vào trong đây. Vị trí này là gần tòa nhà Havana Club, rồi cà phê bốn mùa rồi cũng đóng cửa hết rồi quý vị ơi, rất là vắng. Các quán bar, karaoke rồi thì đóng cửa lâu nay rồi, những dịch vụ không cần thiết thì đóng cửa hết rồi. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2021, ngày mai là ngày 7 tháng 7 là ngày đầu tiên các sĩ tử bắt đầu chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp. Thì kỳ thi sẽ diễn ra, đợt 1 này sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 là ngày mai bắt đầu rồi đó vậy. Sáng mai các em sẽ thi môn đầu tiên, đó là môn ngữ văn, và buổi chiều sẽ thi môn toán, và ngày 8 sẽ thi các môn xã hội rồi còn lại. Năm nay là một năm thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 rất là nhiều khó khăn dành cho các em.
ảnh hưởng tình hình dịch đồ, rồi học hành cũng như ôn thi đồ nó cũng bị hạn chế rất là nhiều, cho nên các em cũng khá là lo lắng. Và đồng thời một số em bị ảnh hưởng dịch, giống như là bị các ca liên quan ca F0, F1, F2 đồ đó, thì cũng không được thi, mà có thể sẽ để thi đợt 2. Ảnh hưởng rất là nhiều tình hình dịch, không những là ảnh hưởng đến kinh tế mà nó ảnh hưởng đến cả ngành du lịch, ảnh hưởng đến cả việc thi cử của các em luôn. Dạ, đoạn này là góc đường Nguyễn Chánh, giao nhau với đường Lý Tự Trọng, giao nhau với đường Hồng Phú, gần tòa nhà Nha Trang Center này. Tòa nhà này cũng rất là vắng vẻ. Đây là khu vực công viên bờ biển. Nha Trang Center cũng khá là vắng vẻ. Biển đây là tối thui luôn, không có một bóng đèn nào luôn. Để em đi qua bên con đường Lý Tự Trọng thử nha. Và đây là góc đường Tự Trọng và đường Trần Phú ngày nay nữa rồi. Và đường Lý Tự Trọng khi xưa nó là đường Bá Đa Lộc. Thì ngay góc này có cái Nha Trang Center, rồi Diamond Bay Hotel 2 tầng. Khu vực này cũng rất là nhộn nhịp, lúc trước mà còn khách du lịch. Và bên cạnh cái tòa nhà Nha Trang Center này thì nó còn có cả một cái tòa nhà mới, đó là tòa Concord Nha Trang, hai tòa tháp đôi. Cũng rất là cao 40 tầng, vị trí rất là đẹp, ngay số 1 Trần Hưng Đạo và ngay góc của đường Lý Tự Trọng này các bạn. Ở trên này thì nó cũng có cái siêu thị Lotte Mart. Mé bên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo của tòa nhà Concord này. Mọi thứ đều cũng rất là vắng vẻ và điều hiu. Đây là đường Dê Sinh, giao nhau với đường Trần Hưng Đạo. Rồi qua mé bên đây thì nó thuộc con đường Butter, quý vị. Đi thẳng con đường Butter này sẽ ra giao với ngay chỗ vòng xoay của đường Lê Lợi. Trên con đường Butter này cũng có rất là nhiều quán ăn uống cũng như cà phê, nhưng mà những ngày này nó cũng rất là vắng. Góc này là đường Hàng Thiên, giao nhau với đường Butter. Vị trí này quý vị rẽ trái sẽ đi vào con đường Hàng Thiên. Trên con đường Hàng Thiên nó cũng có trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi. Chắc chắn ngày mai các em cũng sẽ có một địa điểm thi ở vị trí đó. Chiều hôm nay thì các em thí sinh cũng lên để mà làm thủ tục
để sáng mai bắt đầu bước vào phòng thi. Mai hình là 7:30 là bắt đầu phát đề thi và 7:35 sẽ bắt đầu thi quý vị. Dạ. Riêng môn ngữ văn là thi 120 phút. Dạ, vị trí này là góc đường Lê Lợi giao nhau với đường Pasteur. Trước màn hình quý vị các bạn đó là công viên Yến Phi ngày nay. Dạ. Bây giờ mời quý vị đi một vòng qua khu vực bên con đường Lê Lợi này thử nhé. Lúc trước hồi xưa là thi bắt đầu thường là thi đại học vào ngày 4. Là thi tổ chức một cuộc thi đại học riêng. Và trước thời điểm đó nữa thì là mỗi trường đều ra một cái đề thi riêng. Và sau này bắt đầu mới đổi là ra một đề thi chung, nhưng mà tổ chức hai cuộc thi trung học phổ thông riêng và cuộc thi đại học riêng. Rồi đến ngày hôm nay thì nó thay đổi tiếp, đó là các em sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, rồi sẽ dùng cái điểm đó để mà xét điểm vào đại học, chứ không có tổ chức kỳ thi đại học như những năm trước nữa. Dạ. Để mà tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. Dạ. Và cái con đường này mấy bữa trước là vô đi là bên phía tay phải này rất là nhiều quán bán đồ ăn như là bún này. Dạ. Bún rồi bánh bèo bánh xèo rồi ăn vặt ngay vỉa hè này nhiều lắm, nay nó cũng vắng luôn rồi bây giờ quý vị, rất là vắng. Dạ, vị trí này là đường Nguyễn Du giao nhau với đường Phan Bội Châu. Trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là chợ Đầm. Chợ Đầm cũng bây giờ thì cũng tối thui, vắng vẻ lắm. Và đây là những hình ảnh của trước cổng chợ Đầm, đây bán sinh tố rồi ban đêm nè, các cái tiệm tạp hóa, bán xôi, xôi bánh bao. Con đường này cũng đang được làm lại vỉa hè. Dạ, góc này là của đường Phương Câu giao nhau với đường Phan Bội Châu nữa vậy. Tí này quý vị để trái sẽ đi vào con đường Phương Câu. Ra giao nhau Phan Trung Trinh, Phan Bội Châu, Phan Trung Trinh và đường Hồng Văn Thụ. Hồng Văn Thụ xưa nó là đường Hồng Tử Cảnh đó. Và vị trí này mà rẽ phải thì sẽ đi vào con đường Sinh Trung. Đường Sinh Trung là một trong những con đường chợ gần chợ Đầm, buôn bán các cái dụng cụ nông cơ. Thiều Thống Nhất, rồi góc Đào Duy Từ với Thống Nhất. Và đây là những hình ảnh của con đường Thống Nhất, và trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là Bùng Binh Thông Tin. Dạ. Ngay vị trí này để phải sẽ đi qua bên đường 2 tháng 4 đi ra khu vực cầu Hà Ra và cầu Sấm Bóng. Thì rẽ trái thì sẽ đi qua con đường Quang Trung về lại trung tâm thành phố. Đường Thống Nhất này khi xưa nó là đường Độc Lập đấy này. Thì trên con đường này khi xưa có một cái rạp hát rất là nổi tiếng, rạp chiếu phim rất nổi tiếng, đó là rạp Tân Tân. Ngày nay nó vẫn còn mang những hình dáng của khi xưa. Ngày nay thì nó thuộc của nhà văn hóa tỉnh cũng như là một số ký ốt, còn lại thì cho thuê để người dân buôn bán. Con đường này cũng vừa mới được mở rộng hai bên, và cũng các vỉa hè cũng đang chuẩn bị làm lại, đã đập bỏ những cái gạch cũ rồi. Và đây là góc đường Lê Thành Phương giao nhau với đường Thống Nhất ngày nay. Lê Thành Phương khi xưa nó là đường nhà thờ rồi. Dạ.
trí này quý vị rẽ trái thì sẽ đi trên con đường lên thành phố và về lại vòng xoay ngã 6. Còn về phải thì sẽ ra giao nhau với đường Trần Nguyên Cáp. Con đường Lê Thành Phương đó cũng có một cái rạp chiếu phim rất là nổi tiếng, đó là rạp Tân Tiến ngày nay, Tân Tiến khi xưa. Ngày nay nó là cái nhà sách Tân Tiến. Và đây là những hình ảnh của rạp Tân Tân này quý vị. Bên mé tay phải. Đây là rạp Tân Tân. Nó vẫn còn mang cái kiến trúc khi xưa, vẫn còn nguyên. Và các cái kiosk thì đang cho thuê để mà buôn bán. Dạ, và đây là góc đường Tô Vĩnh Diện giao nhau với Thống Nhất. Tô Vĩnh Diện khi xưa nó là đường Hai Chùa. Ở trên con đường Thống Nhất này cũng có rất là nhiều những cái cây rất là to, gốc rất là bự, rất là lâu năm rồi, chắc những thời năm 75 thời của các cô chú tới nay. Nó to quá, nó mới nổi mà nó nứt luôn, nứt ra, lan nứt ra đường luôn, cái rễ nó to quá rồi, nó đã làm bể hết cả cái vỉa hè luôn. Và vị trí này là một xoay giao giữa đường Phương Xài, đường Trần Quý Cáp, đi thẳng qua mấy kia là đường Phương Xài này, Phương Xài, Trần Quý Cáp và Thống Nhất. Xe cộ ít ra đường cho nên cây xăng rất là vắng luôn. Rồi, Land Rover xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn.